hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2023, thời tiết nắng nóng vẫn duy trì ở hầu khắp các địa phương của tỉnh như giảm dần về cường độ. Chiều tối, vài nơi ở khu vực phía Bắc của tỉnh có mưa dông. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc, ngày nắng nóng, đôi lúc có mưa rào nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 34 đến 36 độ, độ ẩm 70 đến 75%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 3, vùng ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ, độ ẩm tương đối 73 đến 78%. Huyện Côn Đảo ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Hải dân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hôm nay không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 28 tháng 4 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 370cm vào lúc 12 giờ 30 phút, và nước ròng mức thấp nhất 172cm lúc 1 giờ 30 phút.